Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hải và bóng đá Việt Nam trong suốt một năm vừa qua. Nhờ vào sự cổ vũ của người hâm mộ, Dũng và các đồng đội đã được tiếp thêm những tinh thần, những động lực để có những phút thi đấu thăng hoa trên sân. Trong suốt sự nghiệp bóng đá của Hoàng, những người hâm mộ là những người đồng đội của mình, luôn kề vai sát cánh những lúc khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây là chiến thắng của các bạn. Và đây cũng là dịp để Hải và đồng đội gửi một món quà cảm ơn đến mọi người. Thay mặt Viettel FC, chúng tôi mới gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam 10GB dung lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân trên Livebox. Các bạn có thể lưu trữ hình ảnh, video, âm nhạc trên nền tảng đám mây tuyệt đối bảo mật của Viettel. Các bạn hãy truy cập vào ứng dụng My Viettel để nhận ưu đãi. Hải chúc năm 2020 đội tuyển sẽ thi đấu thành công tại giải UEFA châu Á sắp tới và các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự. Dũng chúc người hâm mộ Việt Nam sức khỏe để luôn sát cánh cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hoàng chúc bản thân và các đồng đội thể hiện thật tốt để có thể gặt hái nhiều thành công trong bóng đá Việt Nam. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường sắp tới.